Mẹ mấy con đâu? Dạ mẹ mấy con trên Đức Hòa. Đức Hòa không có xuống hả? Dạ xuống nhưng mà chưa có xe xuống. À chưa có xe ở xuống. Ở trong trời chiều tối mới xuống được. Thôi con ngồi đi, lấy cái nón chú Phong ra đi không? Với tiền vàng bạc với trái cây. À hồi nãy em mua vàng. Em mua à, vàng bỏ vô họng ba em ha. Em mua xong á. Hôm bữa vậy em có xuống không mà anh không lấy? Có, em có xuống á. À. Tại vì không có gặp anh đó, với lại cha em không có nói hết. Chứ là lâu lâu em có xuống, lúc mà cha em điện là xuống. Rồi hồi sáng này á, là cha em mới chụp hình với chứng minh để kêu em mua bảo hiểm ở dưới á, là em mua rồi luôn rồi. À, đợi có mua bảo hiểm luôn rồi. Đợi người ta gửi lên thôi. Mà mới nói chuyện với em hồi sáng với chiều gì tiếng điện thoại nói là cha con mất rồi. Em suy sụp luôn. Em không biết luôn. Hồi sáng con ba mẹ mình mà nếu mà yếu thì mình phải giống con cá mình phải dán lo lắng rồi ha. Nhưng mà bữa giờ anh không biết công việc em sao. Mà phút giây này giống như là hai tụi em là về đây được thì về cũng quý. Dạ. Bữa giờ em thấy cô bác giúp bài em suy nghĩ gì không? Dạ không, tại vì em nói là có cái nhiều cái là nói về hai chị em không có đúng. Nhưng mà em thấy chị Tuyết có lo cho cha em cũng cực khổ nên thôi em không có nói gì hết trơn á. Với lại giờ cha em cũng vậy rồi thì em cũng cảm ơn chị Tuyết rồi. Nên giờ em cũng biết nói gì thôi nữa. Đúng rồi. Chủ yếu giờ là lo cho ba mình thôi chứ. Dạ. Đúng không? Dạ. Em cũng xin nghỉ mấy ngày hả? Chắc em xin nghỉ làm đám ba em xong. À, em nay nhiêu tuổi rồi? Em nay 23 tuổi. 23 tuổi. Con bé này mới 13 tuổi hả? À, 16 tuổi. À, chút xíu là mẹ em cũng có chạy về đây. Đúng rồi, chiều mẹ em về, tại mẹ em về chưa có xe á. À. Lát bạn em chở mẹ em. Ừ. Rồi, dáng cố gắng lo cho ba nha em. Dạ. Ừ. Thấy hai tụi em về đây anh cũng mừng dữ lắm luôn á. Cái lúc mà anh quay mấy clip á là hình như là hầu như là em tới trước anh á, rồi em đi về là anh tới đó. À. Sao em không nhắn tin cho anh? Em cũng có nhắn tin mà em nói thôi, thấy thôi giờ cha em cũng khổ rồi, thôi để cho Mạnh Thường Quân giúp cha, giúp đỡ cha em. Cái gì Tuyết phụ lo cho em chứ em với nhau em á thấy. Sức phép rồi anh có mít ha. Mít thì chờ có tiếng nè. Em với nhau em cũng ốm yếu không có lo gì được cho. Ngồi cái chị của em đi. Nó ít câu ha. Em cũng hai chị em của em cũng ốm yếu á, không có lo gì được cho cha em. Với lại giờ em cũng đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, còn bé này thì nó còn nhỏ quá. Dì Tuyết đợt đó có kêu xuống nhưng mà nó còn nhỏ quá em sợ nó làm không được nên là em mới nói là thôi, ở đây đi rồi có gì lâu lâu chị hai về. Chứ là nó xuống nó cũng không có biết gì hết anh. À, em có gia đình chưa? Chưa anh, em chưa có gia đình. À, thì hai đứa, anh nghĩ là hai đứa đều khẩu trang sẽ tốt hơn. Nhầm khi cô bác rồi, nhưng mà công việc của tụi em á. Dạ. Thì để mất công thì những người bạn đâu nói tụi em không có hiếu với ba mình thì cứ đeo khẩu trang từ đầu tới suốt đi. Nếu anh ghi hình á, còn nếu mà cảm thấy mà khi mà nào mà không có anh ghi hình thì cứ tháo ra. Dạ. Cho nó thoải mái. Dạ. Ha. Anh cũng rất là tôn trọng nhưng mà bên cạnh đó thì cuộc sống mà đâu có biết trước được với tụi em sao đó anh không biết, nhưng mà phút cuối vậy anh cũng mừng cho anh Nhi. Dạ. Nãy là nghe thông báo là ba em mất, thật sự là cũng không phải là người thân như anh đâu nhưng mà anh cũng rất là mất á. Dạ. Tại sao em biết cái điều đó mà tại sao anh là một cái người mà bên ngoài mà anh dớt nước mắt gì anh không? Anh Nhi á? Sao? Dạ. Em có biết tại sao mà anh là một con người ở ngoài nhưng mà anh lại dớt nước mắt không? Sao anh? Tình cảm giữa con người với nhau á, em biết không? Dạ. Nhưng mà chứng kiến những hình ảnh đau đớn của ba em á. Thì nãy là
cô Tiết là có nói là cái số tiền giống như là anh giữ còn lại là 10 triệu á, có nói là muốn nhờ anh để gửi cho tụi em, em có suy nghĩ gì cái điều đó về số tiền đó không? Em có suy nghĩ là em sẽ không lấy, là em cũng giống như hồi nãy em nói là em sẽ không lấy, em sẽ gửi cho chú ba em làm đám. Tại vì cái số tiền đó là số tiền Mạnh Thường quân giúp đỡ cha em tới bây giờ. Còn thì cái số tiền đó là chị Tiến nói là có cho hai tụi em, nhưng mà em nói là nếu như mà được á là em sẽ gửi cho chú ba em làm cho cha em luôn, em sẽ không có lấy. Thì anh cũng tôn trọng ý kiến của tụi em. Với bên cạnh đó thì số tiền của ba em giống như là ba em đã mất rồi, thì chắc chắn mà trong cái những cái lời mà ba em nói là để làm đám á, thì cái đó là ba em đã nói trước. Nhưng mà cô Tiết là rất là thương, mặc dù là tụi em á với cô không biết là có chuyện niềm vui hay là có cái nỗi buồn gì bên trong thì không biết. Nhưng mà cô Tiết ngỏ lời là để gửi cho tụi em, là em bé em thấy là cô Tiết cũng rất thương tụi em đúng không? Dạ. Bé này ốm quá nè. Còn Bạc Hà núi ha. Bây giờ mình đem nặng mình coi có ai bệnh mình. Dạ dạ. Bạc Hà này cứ để con ấy đi, có cô bác nào ấy đi con ấy. Cảm ơn em nha. Rồi em có cảm ơn Mạnh Thường Quân không? Em xin cảm ơn cặp Mạnh Thường Quân trong thời gian qua đã giúp đỡ cho cha em tới bây giờ. Em cảm ơn. Anh thì cũng chúc cho tụi em nhiều sức khỏe, nhưng mà dám mà lo những cái ngày cuối cùng tới nơi an nghỉ của ba em cho nó trọn vẹn nha. Dạ. Bé gái này nói gì không em? Dạ. Nói ít câu đi con. Mấy tụi con nhỏ xíu à, nhỏ mà. Nay 14 con chuột lắm. Dạ. Con cảm ơn Mạnh Thường Quân tiên. Dạ em cảm ơn các bạn Thường Quân đã giúp đỡ cho em. À. Bé này là anh Nhi là thương hay lắm đúng không? Dạ. Đây nhà nhỏ này nè. Nhỏ con hết 14 tuổi đó. Dạ dạ. Lúc trước là hình như là con ở với cha là thường xuyên nhất phải không? Dạ. Từ lúc ba bệnh là con đi về bên ngoài. Dạ. Thôi gắng cố gắng nè. Chứ không phải là tụi con đừng có suy nghĩ là giống như là đi tới đây rồi cô bác sẽ trách mình. Cô bác còn mừng hơn nữa, khi mà ba con mất rồi á thì có tụi con ở đây ba con sẽ an ủi phần nào đó nữa. Dạ. Cố gắng lên nha con. Mấy cụ Bạc Hà đây. Dạ. Tôi buộc cô máy lên xe không? Ủa, có chiếc cấp cứu nào gần đây không em? Ý nghĩa là anh nó mất rồi, ở nhà trọ anh cách nhau khoảng chừng có 300 mét rồi mà. Giờ ba gác anh kêu hoài không có, anh bực mình quá. Có xe mà đâu? Có chiếc cấp cứu nào đó rồi. Đây hả? Dạ, xe con ở đây, cô máy lên xe con. Rồi đây có không? Dạ, dạ. Ý nghĩa là vô anh khoảng chừng có 300 mét à. Đúng rồi. À, đang chờ để kêu xe đây. Ý nghĩa là cái đường mà vô cái chỗ mà tụi em có chạy xuống dưới không? Dạ, chắc em... có. Ừ. Xuống thấp nhà người kia cho chạy. Cho ở dưới từ đây chạy xuống dưới cũng gần mà. Dạ. Ngay gần nhà cậu em đó. Ừ. Gần nhà cậu em dưới. Này dễ cô. Dạ, dễ. Nãy nghe rồi, bắt chạy về đi. Ừ, anh gửi địa chỉ cho em nha. Anh gửi địa chỉ cho em. Ở cho chiếc xe luôn. Ừ. Cố à. Cứu cho bà gác à, dám chở. Đúng rồi, cấp cứu thôi. Xe bà gác mấy cái vụ này người ta cũng nhạy cảm. Tại cái công việc ta làm ăn. Anh gần cũng gần đây hả? Anh chở ra chỗ anh nè. Ờ, hôm bữa giờ xe không? Cảm ơn anh bữa giờ nha. Bữa giờ mới gặp chủ trọ luôn. Nè, muốn xếp bên đây nè. Tôi biết ông chú Bộ. Dạ. Ông em dĩ cho anh. Dạ dạ. Cháu của ông 10 thòn. 10 thòn ông hai tàu đó. Hôm bữa giờ em vô mà tổng rồi ba bạn tôi ai tổng học tôi. Muốn gặp anh mà hôm bữa giờ mới gặp á. Tôi nhà sáng này xong xuôi hết rồi, cũng cảm ơn anh nha. Lúc mà nguy kịch vậy mà có anh tương trợ, nhưng mà nghe nói là không có, nếu mà ấy làm đám ở ngay chỗ nhà trọ luôn là quý quá trời. Đám ai với không, nói chung hai ông có ông cho hai cho hòm ta nhiều lắm. Dạ. Hồi nãy chú hai em có liên hệ với em á, nói mốt có hoàn cảnh nào mà khu vực mà Phước Toàn với Phước Lợi ở đây á, báo cho ông Tiến, ông giúp liền. À, bởi vậy. Dạ, cháu mừng anh, chúc anh sức khỏe luôn nha. Dạ, dạ.
tiệm ngoài đây nhiều lắm, mua quần áo cho ông bận. Nhà bà bảo em hồi đem theo cha con luôn. Rồi đi em. Dạ dạ. Nè mua đồ này tính đem vô trỏng nè. Bò hết trơn rồi. Con để lên bụng ba đi con, để khéo trên gần cổ á, đừng để ngay bụng chảy nước. Đeo bao tay y tế gì đó vậy. Thôi, yếu yếu đừng có vô đây. Yếu yếu không vô đây nguy hiểm lắm. Cái phòng cũng đứng tuốt ngoài đường thì cũng không dám vô, không dám. Tại vì mình sức khỏe kém mà mình còn hồi đi tới nhiều hoàn cảnh nữa. Hồi nãy á, không biết không, cô thằng này nó chở cô đi mua thuốc về nè. Cái sao con mắt con mở to táo chứ. Cái cô nói ông ơi, ông làm gì vậy? Làm gì mà chống giống ông vậy? Ngước lên ông còn dòm cô như vậy. Cái cô nói, mệt hả? Thôi mệt nằm xuống đi. Ngã xuống đi luôn. Mở xuống đi luôn á. Trời ơi, sao tim nó muốn nhói luôn. Thở không nổi cái mới ra kêu bà Năm ơi, bà Năm, bà qua đi bà phụ bà dòm giùm con. Bây giờ tới 9-10 giờ hả? 9-10 giờ làm sao đây? 9-10 giờ nó cứng ngắc không con Nguyễn? À, đúng giờ mới tẩm được. Chứ không phải được. Chở vô trong chổng rồi không, để không, nằm. Ảnh đang kêu xe chạy vô. Anh Phong rồi từ bên bển qua biết khát nước cũng chết. Thôi nắng được, nôi rồi mệt mỏi. Con cũng phải lấy nước lạnh thiệt lạnh á. Con bỏ cái ống hút vô cho anh Phong, nó tiện khỏi có ấy đá gì hết á. Cái cẳng con bớt chưa Phong? Cũng đỡ đỡ chút rồi. Mà cô điện con hoài, cô điện con không được. Mấy cái vụ này mà đang yếu yếu trong người là hầu như là đâu có ai dám đi đâu, nguy hiểm lắm. Ừ, hồi nãy cô đi vô đại luôn á. Cô vô đại chắc rồi, chắc nó cho mình nghỉ đó Phong ơi. Chắc mình cho mình nãy ông ba của ông chủ điện con đám tiệc về đâu ai nói được cái gì đâu cô. Dạ. Mà nó không nó kêu trời ơi, nó nói gì con? Trời ơi, hồi nãy là cũng có báo cho chủ trọ ở đây xong xuôi hết hả cô ha? Nó lại xong xuôi hết rồi nó kêu coi không ấy rồi làm đám luôn đi. À, chủ trọ cũng cho làm đám ở đây luôn. Trời, có mà cho làm đám ở đây mà nói hồi nãy cô lại cô mới nói, cô nói ông Bình ơi, ông Duy tôi mất rồi. Ông mới nói mất rồi thì giờ có làm thì làm luôn cho gọi luôn đi. Lại ông hai tâm vậy đó, báo vậy đó, rồi cái người ta cho cái hàng, ý ông thấy mình không có tiền á con. Dạ, dạ. Rồi lại đẳng người ta cho mình cái hàng. Rồi làm như bà vợ ổng vậy á, là vợ ổng chết đó. Dạ, dạ. Vợ của ông chủ trọ chết á. Nè, sát bên nè. À, cũng sát bên đây. Cái phòng sát bên đó, phòng thùng nước đó. À. Đó. Rồi cái ổng nói làm đi, ông chủ trọ ổng nói làm đi, chứ để cái xác cứng ngắc sao. Dạ, dạ. Ừ. Rồi coi không mấy rồi lại ông Hai Tâm kêu ông Hai Tâm ổng năn nỉ ông xin cái hòm thì chưa không có chưa xin nữa thì ông Hai Tâm ổng có nói, ổng nói thôi bây giờ anh cho em cái hòm rồi còn nhiêu anh đại thợ cho em cái hòm còn nhiêu đó thì em lo cái phần ấy. Thì cô đằng đây có con cô nó đi càng tay, cô tính là nữa nó càng tay cô khỏi mướn, tại vì con cô nó đi càng tay càng tay á con, nó đi cho người ta đó. Rồi cô kêu lại thổi rồi lên dàn trống là cô thiêu ổng là xong rồi nè. Cái ổng ơi trời, nữa không biết tôi chết rồi trời làm sao, rồi bà chết làm sao, cái bị hai bên nào cũng khổ. Cái cô nói ơi nữa, thí dụ ông chết trước tôi thì bức quá tôi xin ông Hai Tâm cái hàng, rồi tôi liệm ông lại rồi đi cho đi thiêu ổng chứ có gì đâu, chút một phút 30 giây là xong. Cái ổng nói bà làm được không? Nó làm sao không được. Đó thằng vậy đó. Rồi cô hỏi cô làm sao, ổng nói nếu mà bà chết trước tôi cũng làm vậy. Nó thì xong. Chứ không bao giờ mà mục đích ổng về chổng đâu. Có cái ổng có nói với cô như vậy nè. Thí dụ tôi chết á, bà có sống thì bà giờ giùm bà coi mấy đứa con à. Tôi. Đâu anh? Anh đâu vậy? Mất kìa anh ơi. Cây.
ổng có nói với cô vậy á, bà gán bà dòm mấy đứa con, bà lo mấy đứa con tôi, nên cô cũng mới nói là cái phần tiền ổng còn á là cô xin con á, là cho hai đứa nhỏ để nó cúng kiến đồ này kia, đi tới mua lui, đi tới đi lui nó mua đồ nó cúng ba ở trên Vĩnh Long xuống nữa. À là anh mấy anh ruột của ảnh hả? Không, à, chú bác cô cậu bạn gì đồ này kia lớp lớp xa xa á con. À nãy ba quần áo ổng là thu không, cái đó này là ba cái nồi dẻ đồ này kia, à, cô bỏ qua đây đặng hồi còn đây nè đặng à, cái này quần áo. À để có cái chai sát khuẩn cô xịt trong vòng trong trong phòng đi. Sao khó khuẩn rồi. Ginh cái này đem vô dẹp ở trong coi mày. Trời ơi ơi. Chai này của bà sau tới cái chủ à, quán ngoài đưa à, cho con xịt á sợ con ảnh hưởng á. Vậy hả con? Xịt cho giúp con. Xịt cho hai đứa nhỏ nữa kìa. Gì mà nó lượn vô cho sư. Đi xịt trong phòng để cho nó chết vi khuẩn đi con. Xịt từ ở ngoài vô trong, trong ra ngoài đó con. Cô đeo khẩu trang vô, đeo khẩu trang vô. Cầm con. Cầm này. Thôi để cho hai đứa nhỏ xịt đi, hai đứa xịt đi con. Kệ nó, cô làm cho nó không biết đâu. Hôm nay cô làm không bao giờ, để cho hai đứa nó làm cho ba đi với để con cô bác đi ngang vi khuẩn cũng đỡ. Để xịt cho nó chết rồi. Rồi em có ảnh tới à. À, xe cổ sao anh? Dạ đang điện xe vô ha. Dạ xe.